Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Củ ngưu bàn có tác dụng ngăn ngừa bệnh nan y. Chúng tôi đi thăm cánh đồng trồng cây ngưu bàn rộng 5 hectare nằm bên bờ sông Mã thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Lâu nay tôi nghĩ rằng chỉ có bên Nhật, bên Hàn mới trồng được cây này. Từng có người đem cây ngưu bàn về trồng ở vùng đất Lâm Đồng nhưng không thành công. Bây giờ không còn nghĩ vậy nữa khi đứng trước cánh đồng ngưu bàn này, một tín hiệu đáng mừng cho ngành thực phẩm và dược phẩm Việt Nam. Việt Nam có thể trồng ngưu bàn, tuy nhiên để phát triển loại cây này cần nhiều yếu tố khác như phải hiểu được giá trị của nó, phải nghiên cứu thổ nhưỡng nào thích hợp với nó. Chủ đầu tư của cánh đồng này là anh Trịnh Hữu Đức, hiện đang công tác tại Ban Quan hệ và Hợp tác Quốc tế thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Cây thuốc Việt Nam. Anh vừa là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Hưng Đức, vừa là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dược liệu Thành Hưng. Anh còn đưa chúng tôi đến tham quan vườn ươm cây thuốc giống ở bãi giữa sông Hồng. Từ nơi đây anh cung cấp nhiều loại cây thuốc giống cho các vườn thuốc khắp cả nước. Chính vì nhiều năm anh làm việc và nghiên cứu trong môi trường cây thuốc và ươm cây thuốc giống nên anh hiểu được giá trị dinh dưỡng và dược tính của ngưu bàn cũng như biết cách ươm trồng nó. Như thế anh mới trồng thành công cánh đồng ngưu bàn này và thu hoạch khoảng 150 tấn củ mỗi vụ. Trao đổi giữa tôi và anh Trịnh Hữu Đức cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin về cây ngưu bàn và những giá trị của nó. Hỏi có duyên nào để anh đến gặp cây ngưu bàn? Tôi biết đến cây ngưu bàn thông qua bạn bè ở Nhật Bản. Người Nhật rất là quý cây này và dùng củ ngưu bàn chế ra nhiều món ăn truyền thống bổ dưỡng. Củ ngưu bàn tiếng Nhật là wobo, tiếng Anh gọi là buckdog root, là rễ cứng đâm sâu vào thẳng xuống lòng đất. Theo người Nhật, rễ ngưu bàn bám vững chắc trong đất nên cây ngưu bàn tượng trưng cho cuộc sống mạnh khỏe ổn định. Nói cách khác, ăn món này trong năm mới thì bạn không bị kéo đi xuống. Hỏi tại sao anh chọn trồng cây ngưu bàn? Qua nghiên cứu và tìm hiểu, tôi biết ngưu bàn vừa là thực phẩm vừa là vị thuốc được dùng rộng rãi ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, Tây y dùng củ ngưu bàn làm thuốc thông tiểu, ra mồ hôi, chữa tê thấp, sưng đau khớp và một số bệnh ngoài da như hắc lào, mụn, lở loét. Đông y thường dùng quả ngưu bàn để chữa cảm cúm, thông tiểu, viêm tuyến vú, viêm phổi, viêm họng, viêm tuyến nước bọt, viêm tai, mụn nhọt, sởi, đậu. Theo tài liệu cổ, ngưu bàn có vị cay, đắng, tính hàn, có tác dụng tán phong nhiệt, thanh nhiệt giải độc, tuyên phế, thấu chẩn. Do cây có tính hàn nên người tỳ vị hư hàn, ỉa lỏng không được dùng. Củ ngưu bàn có vị đặc trưng từ nhạt sang ngọt, hơi đắng khó nhận ra, mùi hơi hăng tùy thuộc vào tuổi và chất lượng của củ. Người ta cho rằng mùi vị ngon nhất nằm ngay bên dưới lớp vỏ, củ dài đến 1 mét bằng ngón chân cái hoặc là lớn hơn. Củ là phần bổ dưỡng nhất, chứa nhiều inulin từ 50 đến 70%, glucosa, tinh dầu, vitamin và nhiều khoáng chất khác. Inulin là chất xơ tan trong nước, giúp các vi khuẩn có lợi trong ruột già phát triển, do đó có tác dụng tốt với người bị táo bón. Inulin có tác dụng tăng cường sự hấp thu một số muối khoáng như canxi, magie cần thiết cho cơ thể, đồng thời tăng cường sự tổng hợp các vitamin nhóm B. Inulin làm giảm hấp thu cholesterol và làm giảm cholesterol và lipid trong huyết tương, làm giảm lượng đường hấp thu nhưng không ảnh hưởng tới đường huyết cũng như là việc tiết insulin và glucagon. Các nghiên cứu gần đây cho thấy inulin có thể đóng vai trò trong việc ngăn ngừa và ức chế ung thư ruột kết và ung thư vú. Sử dụng inulin trong khẩu phần ăn dưới 3g một ngày có tác dụng kích thích sự phát triển các vi khuẩn có lợi trong ruột già. Nếu dùng ở liều cao từ 44 đến 49g một ngày thì có thể gây ra tiêu chảy. Cho nên đến đây, những nghiên cứu ghi nhận những hoạt tính sinh học của ngưu bàn là hạ đường huyết, kháng sinh, chống u bướu. Ngoài ra, củ ngưu bàn có chất chống oxy hóa, nên ngưu bàn cũng có khả năng ngăn ngừa được chứng ung thư và hạ thấp cholesterol trong máu. Nghiên cứu đã ghi nhận ngưu bàn có tác dụng làm tan sỏi thận và có tác dụng chống ung bướu. Trung Quốc sử dụng ngưu bàn giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi di chứng tai biến mạch máu não. Củ ngưu bàn có tính tạo kiềm cho máu, tốt cho người ăn chay trường, người dư axit và người bệnh. Ngoài ra, cây ngưu bàn còn có hiệu quả về mặt kinh tế và nông nghiệp. Thu nhập cao hơn nhiều so với trồng ngô, sắn, mì, lại ít sâu bệnh, tạo công ăn việc làm cho nông dân. Hỏi anh trồng ngưu bàn để xuất khẩu. Hai bộ phận thường được sử dụng của cây ngưu bàn là quả và củ. Chúng tôi trồng ngưu bàn lấy củ, một phần bán cho các đối tác bên Nhật và Hàn, một phần thì tiêu thụ trong nước. Hỏi, hiện tại công ty của anh có sản phẩm nào liên quan đến ngưu bàn? Hiện nay chúng tôi có những sản phẩm như củ ngưu bàn tươi, ngưu bàn khô thái lát, trà túi lọc ngưu bàn, trà giảm cân ngưu bàn. Hỏi, anh vui lòng cho biết tình hình sử dụng ngưu bàn ở các nước cũng như là ở nước ta. Theo số liệu hải quan Nhật Bản, một năm Nhật cần khoảng là 90.000 tấn ngưu bàn các loại, Hàn Quốc cần khoảng 80.000 tấn. Các nước châu Âu sử dụng ngưu bàn khá là phổ biến. Hiện nay ở nước ta, các mặt hàng từ củ ngưu bàn còn tiêu thụ chậm do người dân chưa biết đến giá trị dinh dưỡng của nó. Đây là một thách thức và cũng là cơ hội cho chúng tôi.
những người đầu tiên phát triển cây ngưu bàng ở nước ta. Cánh đồng này là dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn và sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Hưng Đức phối hợp với Viện Công nghệ Sinh học và Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam thực hiện. Sắp tới thì công ty Tân Hưng Đức tiếp tục hoàn thành công nghệ và mở rộng diện tích trồng cây ngưu bàng để đáp ứng nhu cầu của các đối tác trong và ngoài nước. Hỏi, anh vui lòng cho biết những món ăn chế biến từ củ ngưu bàng. Trong thực dưỡng, củ ngưu bàng tươi được sử dụng trong các món ăn bổ dưỡng lực, bổ thận như là teka, kho, xào, nấu canh, hầm lấy nước, làm nước lèo cho các món phở, bún, hủ tiếu. Củ ngưu bàng còn dùng làm món nộm, salad, làm dưa chua, sấy khô ăn liền như bim bim. Ha ha ha,